Mới đây, Hội Nông dân thành phố Cần Thơ phối hợp cùng với Hội Nông dân huyện Phong Điền tổ chức giải ngân 360 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân trung ương cho 10 hội viên nông dân tại xã Nhân Nghĩa để thực hiện dự án thăm canh và trồng mới vườn sầu riêng. Dự án thăm canh và trồng mới vườn sầu riêng có 10 hộ tham gia, diện tích thực hiện 8,5 ha, mỗi hộ được hỗ trợ từ 20 đến 50 triệu đồng, thời gian dây 36 tháng với lãi suất 0,7% một tháng. Dùng để mua cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, Thời gian qua, Hội nông dân huyện Phong Điền đã tổ chức giải ngân, phát dây nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp cho 19 dự án về trồng cây ăn trái và chăn nuôi ở các xã thị trấn, với tổng nguồn vốn trên 5 tỷ 200 triệu đồng cho 204 hộ dây.